Tại thành phố Sầm Sơn, sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024. Các đồng chí Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: trong những năm qua, cấp ủy chính quyền từ trung ương đến địa phương luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Về nguyên nhân, ngoài các yếu tố khách quan như kết cấu hạ tầng, tốc độ gia tăng phương tiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm cho rằng vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông vẫn còn hạn chế, trong đó có trình độ chuyên sâu của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, việc tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Ban An toàn giao thông các địa phương là rất cần thiết nhằm thống nhất về nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý an toàn giao thông. Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, gần 300 lãnh đạo, cán bộ Sở Giao thông Vận tải và Ban An toàn Giao thông các địa phương trên cả nước đã được các chuyên gia trao đổi các vấn đề về phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là cho học sinh, sinh viên, các bài học kinh nghiệm, ứng dụng giải pháp công nghệ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông và siết chặt quản lý phương tiện kinh doanh vận tải. Từ đó, giúp đội ngũ cán bộ nhận thức rõ hơn tầm quan trọng, vai trò cũng như trách nhiệm của từng cá nhân và cả tập thể Ban An toàn giao thông trong việc thực hiện mục tiêu kéo giảm bền vững số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.